Trong trận đấu với Chelsea, Man City kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 32 cú sút nhưng chỉ 5 lần đưa bóng đi trúng đích. Tỷ lệ chính xác đạt 0,16%, cực thấp. Và dĩ nhiên với vai trò của một trung phong cắm, Erling Haaland phải chịu trách nhiệm. Cụ thể thống kê cho thấy tiền đạo người Na Uy thực hiện tới 9 cú sút về phía khung thành Chelsea nhưng lại không ghi được bàn nào. Haaland bỗng dưng vô duyên một cách kỳ lạ trước khung thành đối thủ. Suốt 90 phút trên sân, tiền đạo 23 tuổi được đồng đội tạo nhiều cơ hội, bản thân cũng dứt điểm bằng nhiều cách khác nhau như đánh đầu, sút bằng chân thuận, song tất cả không thể được chuyển hóa thành bàn thắng. Thậm chí trong ngày phong độ xuống thấp, Haaland liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Trung phong người Na Uy có ít nhất 3 lần dứt điểm ra ngoài khung thành rộng mở. 9 cú sút và tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng đạt 1,71, Haaland lại không thể nổ súng. Trên trang Optajou dùng cụm từ quá thất vọng để mô tả về màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 2000. Đỉnh điểm là tình huống ở phút thứ 78, nhận quả tạt từ De Bruyne, Haaland đánh đầu cận thành vọt xa trong tư thế không bị ai kèm. Từ tình huống này, nhiều người cho rằng khả năng đánh đầu của Haaland là không tốt. Nhưng liệu sự thật có phải là như vậy? Theo thống kê từ Transfermarkt, trong tổng số 206 bàn thắng đã ghi được xuyên suốt sự nghiệp, Erling Haaland có 22 lần lập công nhờ vào các tình huống đánh đầu. Dù so sánh với những tình huống làm màn bằng chân, con số này thấp hơn khá nhiều, nhưng cũng không thể nói là tiền đạo người Na Uy không chiến kém. Bởi trong 22 pha ghi bàn bằng đầu kể trên, đã có những lần Haaland thực hiện theo cách cực kỳ ấn tượng. Ở trận đấu với Göteborg khi còn khoác áo Dortmund, bàn thắng thứ hai của Haaland xứng đáng là một tuyệt phẩm, khi tiền đạo người Na Uy dường như thắng được trọng lực trái đất với pha bật cao đánh đầu tung lưới đối phương. Xem lại pha quay chậm thấy Haaland bật cao hơn tất cả. Để so sánh hay lấy chiều cao của Axel Witsel trong tình huống này, tiền vệ người Bỉ cao 1m86 trong tình huống này, Haaland bật cao đến mức Witsel chỉ đứng đến phần hông dưới. Chiều cao của tiền đạo người Na Uy là 1m94, tức là tầm bật nhảy của Haaland khoảng 1m tới 1m2. Đây là điều mà người hâm mộ bóng đá thế giới thường chỉ thấy ở siêu sao Cristiano Ronaldo, thân tượng của Haaland. Tiền đạo người Na Uy lấy hình mẫu siêu sao người Bồ Đào Nha để phấn đấu khi học từ cách ăn uống đến phương pháp tập luyện. Bức ảnh ăn mừng sau đó cũng chứng minh được phần nào khả năng bật nhảy của Haaland khi cầu thủ này còn bay cao hơn khung thành hẳn nửa người. Chứng kiến pha bóng này, tờ ESPN phải chơi chữ khi gọi lái tên của Erling Haaland thành Erling Haaland. Nói một cách chính xác, khả năng không chiến của Haaland không hề kém khi có thể hình dung cùng khả năng bật nhảy của cầu thủ này là rất đáng kinh ngạc. Khả năng không chiến của Haaland không hề kém khi thể hình cùng khả năng bật nhảy của cầu thủ này là rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm bằng đầu lại chưa được ổn định bởi đôi lúc anh vẫn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Nếu để so sánh với Ronaldo hay Giroud, những chuyên gia ở khía cạnh này, Haaland rõ ràng là kém hơn nhiều. Yếu tố kinh nghiệm cũng cần được nhắc đến khi những tiền đạo lão làng rất biết cách chọn điểm rơi chính xác và tung ra đòn kết liễu với những cú lắc đầu không thể cản phá. Và với một cầu thủ có tiềm năng lớn như Haaland, điều này hoàn toàn có thể được cải thiện trong tương lai. Tiền đạo người Na Uy đương nhiên là muốn hướng bản thân đến hình ảnh của một trung phong toàn diện. So sánh 3 mùa giải gần nhất, có thể thấy rõ ràng tần suất ghi bàn bằng đầu của Haaland đang dần tăng lên rõ rệt. Và không bất ngờ khi cầu thủ sinh năm 2000 nói rằng anh học điều đó từ Ronaldo. Tôi luôn theo dõi Ronaldo trên YouTube về những chuyển động của anh ấy trong vòng cấm. Anh ấy thường thực hiện 2 hay 3 động tác di chuyển trước khi xâm nhập khoảng trống mà mình muốn. Sau đó là trực tiếp tranh chấp với các trung vệ. Điều quan trọng là phải căn thời gian hoàn hảo. Tuy nhiên điều đó cũng phụ thuộc vào cầu thủ tạt bóng nữa. Haaland chia sẻ với TV2, ngoài chọn vị trí, Ronaldo cũng làm nên thương hiệu của mình với những tình huống bật nhảy còn ấn tượng hơn cả những ngôi sao bóng rổ. Đó cũng sẽ là mục tiêu mà Erling Haaland cố gắng cải thiện trong tương lai gần. Haaland không phải là mẫu cầu thủ hay sử dụng kỹ thuật cá nhân lắt léo. Thực tế, trong quá trình định hình kỹ thuật từ khi còn ở các trung tâm đào tạo vận động viên trẻ, hệ thống kỹ thuật cá nhân của một cầu thủ được dần hình thành theo sở trường của họ, từ xu hướng vị trí chơi trên sân tới thế mạnh bẩm sinh như tốc độ hay thể hình. Với một cầu thủ có thể hình và xu hướng dựa nhiều vào sức mạnh và tốc độ, nhóm kỹ thuật cá nhân ưu tiên phát triển của Haaland không phải là những động tác kỹ thuật lắt léo, mà là những động tác phục vụ cho lối đá đầy sức mạnh và tốc độ của anh, kiểu như khả năng khống chế bóng trong mọi tình huống, kể cả trong khi di chuyển với tốc độ cao bằng mọi bộ phận trên cơ thể, khả năng dứt điểm chính xác và uy lực ở mọi tư thế. Haaland cực kỳ tự tin vào khả năng che chắn bóng của mình trước sự truy cản của các hậu vệ đối phương, nhờ đó anh có thể giữ bóng nếu cần. Khi tranh chấp tay đôi, Haaland bằng lợi thế tốc độ sẽ tăng tốc và nhanh chóng chiếm không gian giữa hậu vệ và bóng. Trong các tình huống tì vai tranh chấp, với lợi thế thể hình và tốc độ, sức rướn, anh được quyền chọn thời điểm va chạm, đặt trụ trước đối phương, dùng cả người như một cái đòn bẩy làm hậu vệ đối phương nhiều lần bật ngã và bị loại khỏi tình huống bóng. Kỹ thuật sút cầu môn của Haaland cực tốt, anh sút mạnh, chính xác bằng cả hai chân và từ nhiều tư thế. Có một kỹ thuật sút bóng mà Haaland hay dùng khá đặc biệt, đó là sau khi đặt trụ chắc chắn, chân tiếp xúc bóng bằng mu bàn chân, điểm tiếp xúc như một cú úp mu thông thường. Nhưng sau khi đá vào bóng,
chân đá bóng không văng theo đà mà gần như lập tức tiếp đất làm trụ. Bóng đi rất chính xác và khó lường. Haaland đã ghi rất nhiều bàn thắng bằng kỹ thuật này. Đây là kỹ thuật sút bóng mà ta ít thấy ở những tiền đạo khác. Cảm giác không gian cực tốt là một trong những yếu tố thiên phú của Haaland. Nhờ cảm giác không gian đó mà anh rất tỉnh táo trong các tình huống xử lý bóng, cũng như đọc vị hàng thủ đối phương, thực hiện những pha di chuyển không bóng khôn ngoan để khiến các hậu vệ đối phương bối rối. Một trong những phương án xử lý tình huống tấn công phá bẫy biệt vị đối phương mà Haaland hay dùng là anh lùi lại, ẩn bên trong và phía sau hàng phòng ngự, rồi khả năng bứt tốc, đột ngột thay đổi nhịp điệu và tốc độ khiến anh trở nên rất nguy hiểm trong những pha đột nhập xuống phía sau các trung vệ. Không biết Haaland làm điều này bằng hướng chạy hay cách ra hiệu nào đó, nhưng tiền đạo này luôn chỉ được cho các đồng đội nơi anh muốn nhận bóng, trong khi vẫn duy trì được vị trí hoàn hảo với hậu vệ đối phương. Sau đó là khả năng đề pa tăng tốc và tốc độ tuyệt vời cùng với những cú sút chính xác khiến Haaland khó có thể bị cản phá. Một trong những yếu tố quan trọng cho lối chơi tấn công của Haaland là cách chọn vị trí. Điều quan trọng đối với một tiền đạo là tạo ra những tình huống thuận lợi cho mình bằng cách tìm vị trí đứng sao cho hậu vệ không thể quan sát bóng và mình cùng một lúc. Điều này tạm gọi là điểm mù, là khu vực mà cầu thủ phòng ngự khó có thể quan sát mình nếu không quay người hoàn toàn khỏi hướng quan sát bóng. Haaland liên tục sử dụng lợi thế này để chiếm thế chủ động trong các pha bóng. Bất kể là ở ngoài hay trong vòng cấm, Haaland liên tục ẩn nấp phía sau điểm mù, thường là giữa các trung vệ hoặc nơi phía sau một trong số họ, tùy thuộc vào vị trí của bóng, các khoảng trống trên sân. Đặc biệt xung quanh vòng cấm, Haaland rất giỏi trong việc tấn công vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh để rồi dứt điểm bằng một hoặc hai lần chạm bóng. Dường như người cha Alfie Haaland của Erling Haaland vốn là một tiền vệ, hậu vệ cánh của câu lạc bộ Man City và đội tuyển Na Uy, đã dạy cho con trai mình mọi mánh khóe của tất cả các tiền đạo mà ông từng đối đầu trong sự nghiệp để tạo ra một con quái vật cho bóng đá thế giới bây giờ. Với những động tác trông có vẻ công kênh và nụ cười trẻ thơ sau khi hạ sát đối thủ, Erling Haaland là một sát thủ, nhưng anh không phải loại cầu thủ có ảnh hưởng tới việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Nói cách khác, anh không giỏi trong việc tự mình tạo ra cơ hội, anh chỉ giỏi chớp cơ hội do đồng đội tạo ra thôi. Sau nữa có một quy luật, đó là những cầu thủ cũng như những vận động viên trong một số môn thể thao đối kháng khác, nếu hiệu quả thi đấu của anh phụ thuộc vào lối chơi dựa trên nền tảng thể lực dồi dào, mạnh mẽ và tốc độ, thì khi không còn các yếu tố thuộc về tố chất cá nhân đó, không còn đủ khỏe, không còn đủ tốc độ nữa, thì hiệu quả thi đấu của anh cũng sẽ mất đi. Nói cách khác, tuổi thọ thi đấu đỉnh cao của Haaland theo lý thuyết thì sẽ không thể dài như Ronaldo hay Messi được. Nhưng khi chưa tới lúc đó, Haaland vẫn sẽ là cơn ác mộng của các hậu vệ, những người vẫn sẽ phải khốn khổ vì anh. Và nếu có thể hoàn thiện thêm khả năng chơi đầu, sự toàn diện của Haaland chắc chắn sẽ tiến lên một tầm cao mới.